Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex, chia sẻ và minh chứng bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể theo dõi, nhìn nhận và đánh giá. Với các phương pháp giao dịch luôn luôn được bản thân tôi chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng khi bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, để đánh giá và để thấy rõ được về mọi giá trị trên thị trường. Ở trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là khó, không có chuyện là dễ hoặc là đơn giản, chỉ có dễ là dễ mất tiền, đơn giản chính bản thân các bạn sẽ phải là người phải trả giá cho những giá trị đó trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện áo quần Forex thế giới hay role trader hoặc thầy dạy Forex hoặc là chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex chỉ nói mồm và dùng mõm trên thị trường, phân tích rồi cho các bạn chiến lược thì gọi đó là gì nhỉ? Thực chiến Forex, xin lỗi nhà đầu tư, tất cả mọi giá trị đều phải được chứng minh bằng giao dịch thực tế sau full tài khoản trong thời gian dài để mọi nhà đầu tư theo dõi trực tiếp và đánh giá những giá trị kết quả này trên thị trường. Tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ và tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về tất cả mọi giá trị trên thị trường bằng thực tiễn, từ chính những giao dịch của bản thân mình, từ tài khoản lớn cho đến tài khoản nhỏ, được chứng minh trong suốt cả một quá trình dài phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.